Con cột cái góc dưới ở đây, cột lại rồi mình chạy xe ra anh. Chạy tới thằng nhôm chút xíu rồi đá thì mệt lại. Mệt là chả đâu nữa. Hàng khủng cuối cùng gì ở đó nhà anh? Về tới gọi anh không biết rồi đấy.
Đang ở đâu? Nó chạy vô đây. Ủa tài xế đó nó biết cái chỗ mà hay mình hay bóc cây không em? Má nó mà nó chạy qua khỏi cái chỗ đó. Wow, ghê thiệt. Nghe đây. Nó vô cáp đây, nó vô muốn nữa cái dừa luôn mà. Tao thôi rồi. Tao chung ơi, tao nhẹ nhẹ ơi.